Nếu bạn chưa từng thử qua xôi custard lá dứa, thì dịp đoàn tụ này của gia đình bạn hãy thử thực hiện món này nhé. Chắc chắn sẽ có nhiều thú vị bất ngờ. Đánh tan hỗn hợp gồm trứng, bột mì, bột bắp và nước cốt lá dứa vào nước đường đang sôi trên bếp. Quậy bột cho đến khi bột hơi sánh lại. Cơm nếp sau khi nấu chín với một chút nước cốt dừa, đem bỏ vào khuôn và trải đều. Sau đó cho hỗn hợp lá dứa lên trên. Hấp lại lần nữa cho chín hoàn toàn và thưởng thức. Món xôi vừa thơm thơm lại lạ miệng với vị mềm béo của lớp bánh custard.